Tỉnh ta biển Bạc Đồng Xanh như này em ơi. Sông Ca thế này, hai anh chị em bà sông Ca tỉnh ta biển Bạc Đồng Xanh này. Chào anh Ngọc ạ. Chào em nhé. Vâng, hôm nay mưa gió. Đẹp trai nhỉ? Dạ. Đẹp trai nhỉ? Vâng. Thằng kia đâu? Thằng kia này không đi nào? Ờ, đây chúng em có anh Thành rồi. Còn mà Minh hiện tại thì vẫn đang ốm. Chắc là khoảng ngày chìm suốt. Một vài hôm nữa thì Minh sẽ đi thôi. Vâng. Vâng, khách cho vào đây xong vào đây uống nước. Rộng quá anh ạ. Đây tí nữa. Cả khu này là của nhà mình hết đấy ạ. Của anh Trục Mẫu. Trục Mẫu luôn ạ. Đây là trại thôi, còn nhà anh thế kia. Dạ vâng. Nhà anh có một bộ. Thế nhưng mà giờ ở trên nhà thì thỉnh thoảng anh em mới đến hát này lại em khênh về thì ngại. Vâng. Đây là mua bộ. Thế là ở nhà mình là cũng có bộ dàn rồi hay là loa kéo anh? Loa dàn thôi. Âm ly trước anh mua mất 50. 50 nữa. Ừ. Vâng. Nhưng mà không kể đợi đâu, đôi loa đấy âm ly các thứ. Vâng. Cầm chúng. Bộ hay nhưng mà anh thấy bộ này của mày là ra đời mới hay gọn gàng. Thì bọn em làm gọn nhưng có thể di chuyển được. Có thể kéo ra kéo vào. Đây anh có hai cái hội hè nó ăn uống hát hò. Tối nay lại hát hò nó bố. Xuống dưới nhà thì anh mới làm nhà nhưng về nhà nó ngại. Đây nhà mình ở trong làng đây luôn anh. Đây quê anh dưới đây khoảng 7-8 cây. 7-8 cây. Trước anh lên năm 2000 anh mua cái khu này. Từ anh ra đây từ 2000 mấy. Mua từ năm 2000. 2000 ạ. Ừ. Mua ruộng 22 năm rồi nhỉ. Ở đây ruộng, nghĩa là mình thầu đấy anh. Mua ruộng rồi thầu rồi có người ta thầu rồi mua ruộng đấy. Kiểu dạng cũng đất chuyển đổi nông nghiệp. Thì cũng được năm ít nhất phải được 50 năm. Ra thì có mình mãi mãi. Đúng rồi, em biết cái này mà. 50 năm thì sau này thì cuối cùng vẫn là của mình thôi. Không làm được nữa thì cho thuê. Vâng. Anh đang tu sửa lại cái khu vực này. Rồi ít nữa cho con cái đang làm mình về nhà nghỉ ngơi. Vâng. Rồi khênh vào cho anh. Nán không kia? Ở đây. Ờ, khênh xong. Chúng em. Khênh xong vào xong rồi anh em mình ngồi uống nước. Dạ vâng ạ. Hay là lên cơm anh. Nhá. Ba thằng. Mấy khi gặp mà nhau. Anh thì đú trò đá điếu lợn rừng. Úi giời. Mỗi thằng tí à. À cái gì có, nghĩa là tí nữa. Cứ Tết về là thịt thôi. Thế là tí nữa anh em mới chung một ít đấy. Tết về là thịt thôi. Nha. Chờ chúng mày xem có mốt nào đẳng cấp nữa là thì trong trong thời gian chờ đấy thì mình cứ vẫn phải là sử dụng và thưởng thức cái này trước. Nay mai mua xong rồi bây giờ nó có đẳng hai hơn anh ạ thì nó lại còn lâu lắm anh ạ. Lại bán cho mày lại một nửa tiền thì tao chết. Bọn em phải mất 3 năm để nghiên cứu được cái dòng này anh. Không cái này nào của hãng nào của nước nào sản xuất? Của cái này thì là Trung Quốc cắt Isophone. Không ạ. Sản xuất lắp đặt tại Việt Nam linh kiện đều là nhập khẩu hết. Cái mình em thấy có cả camera thì chắc là anh lắp cam hết mà. Wi-Fi đầy đủ ấy nhỉ? Wi-Fi đầy đủ. Vâng. Nhà cam 12 mắt. Cả một cơ ngơi để 10 mẫu nữa là 36.000 mét vuông. 36.000 mét vuông. Quá là kinh khủng. làm nghề cá mua mệt lắm. Không có cái loa giải trí thì chống giả lắm nhỉ. Thấy cái bộ này giờ nó không dây dùng nhìn nó nặng nhặng kìa. Vâng. Cái khác với cái bộ dàn là cứ phải kéo dây ra các loa phụ 4.0 nó cứ hiện đại lên nhỉ. Mình bây giờ mình làm nhỏ gọn. Thế anh cũng là người đam mê về âm thanh thì anh xem loa kéo xanh được lâu chưa? Xem lâu rồi. Cũng lâu rồi. Vâng. Có cái nữa. Trước ta định mua cái bộ 22 triệu về sau nó ra cái bộ này ta chờ. 9900. Đó cũng là tâm lý chung của khách hàng loa kéo xanh bên em đấy. Nhưng nhiều người ta rất muốn mua nhưng người ta không có chỗ để. Còn tiền bây giờ rất nhưng mà nó mua đất nhưng mua bất động sản nên nó mua chờ có thiếu mỗi máy bay nó không cho nó đi. Thực ra cái dòng 9920 này để trong nhà chỉ cần có cái chỗ không gian để thôi chứ cũng không cứ là phải to hay nhỏ khách, đâu anh ạ. Phòng khách to này người ta vì là chúng em
chúng em là giao kể cả trên nhà phố Hà Nội. Chỉ còn ai cũng thích chơi. Vâng. Không phải là ai không thích chơi. Loa này thì ai người ta cũng muốn chơi, nhưng mà chơi nhưng mà tùy theo không gian của người ta. Chứ còn nói về tiền dân bây giờ nó nhiều lắm. Thấy không? Người ta mua máy bay được, nói về cái nồi loa này là cái gì đâu. Mình không có tiền mà cảm hết thôi chứ. Đẹp nhỉ. Hôm nay có hội hè. Hát hò, đỡ phải mang đi mong về. Như anh mang cái bộ kia về, cái đôi loa treo kìa. Về về treo lên đây. Xong lại âm ni đấy, nó chân thứ các thứ này mới một lần di chuyển lại bao nhiêu cái đấy. Mỗi một thời nó lại ra lại khác đi. Hai năm sau cái bộ này lại là con tép. Chưa biết đời ạ, bởi vì một sản phẩm giờ nó già hiện đại lắm. Thời đại 4.0 nó già thì các bác càng mua sau thì các bác càng hiện đại. Nhưng cũng phải là một thời gian dài nữa, bởi vì là chúng em cũng nó thiết kế cũng âm cũng âm thanh như này mà khả năng nó nhỏ gọn hơn thế này. Mà giá tiền nó lại chỉ bằng này thôi. Cũng có thể nó cũng là một cái công suất nó như thế này, nó lại nhỏ hơn thế này, mà hát hay như thế này. Đồ âm thanh thì nó vẫn phải có nhiều cái phối với nhau, phối nên cứu. Vâng. Chứ chắc là phải là bộ loa, cái loa to rồi đã tốt rồi. Đúng rồi. Nó sang thiết kế lại, bé lại, ví dụ như là âm thanh vẫn như thế, tất cả. Và được cái anh có cái khoảng trống ấy để hai cái loa nhìn cũng đẹp hẳn. Nó không bị trống trơn. Nói chung là anh cũng thực sự là con người rất là chín lớn. Không. Làm được cái những cái cơ ngơi này từ những năm 2000 thì bây giờ đúng là khu cái này cảnh... nói về làm thì chúng nó nhìn thấy tao làm nó khiếp à. Đấy, làm đến chết người. Và dĩ nhiên là đến sau bao nhiêu năm mình vất vả như thế, bây giờ mình là phải đến thời gian là hưởng thành quả. Thành quả và hưởng thụ. Mình phải thay đổi công việc của mình chứ, mình cứ ôm những công việc lặng mình nhiều đầu mình. Và bây giờ mình chết có bây giờ tầm của anh là tầm ở nhà và lên kế hoạch lớn. Còn những cái việc ví dụ lái chăn xe nuôi thì, vâng, lái xe hay xe là những đấy, công việc phụ thì nên là giao người khác. Vâng. Thôi nghĩ cho con cháu sau này chứ còn nghĩ cho mình thì... Vâng rồi, bây giờ mình kích thích 10 tỷ cho tài khoản là ok rồi. Không có. Đấy, em hát mấy bài xem nó noa đúng thế nào. Có noa lại không hát này đâu. Bác chủ phải xúc phong. Như kiểu độc thân. Mày kết nối vào TV nha. Xin em từ khóc lễ vô quy này. Alo. Hai anh em mình hát mấy bài song ca xem. Alo, 1 2 3 4. Alo. Đừng nhìn nhau chi mà hoen lệ bờ mi, tình dù chưa phai không tránh được tư ly. Ai biết đời mai sau bao giờ, ai biết đâu ngờ tình hai chúng ta lẽ nào phôi.
điệp khúc yêu đương chỉ còn cũng buồn nao rồi, đớn đau từng tiếng lòng người ơi, trời đầy hai đứa cách biệt hai nơi, lo lắng rồi thôi xin ta cười làm vui lòng người, đành chờ kiếp sau hẹn lại yêu nhau. Ta biển bạc đồng xanh như này em ơi. Sông Ca thế này, hai anh chị bà sông Ca tỉnh ta biển bạc đồng xanh này. Quan đi mau ra anh nam hồng,
Alo. Alo. Đấy nhá, là giờ thua cái bộ loa này đáng nhất cứ thế mà được thì anh em phải nói đã thua không có nhận. Alo, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 9, 10. Biển đánh giá vơi chân mây ơn hồng. Biển đánh giá vơi có ngày chi mưa gió.
uống nước đi em ơi. Vâng. Thôi bọn em uống nước. Chúng em còn Thái Nguyên ở xa của anh ạ. Công việc nữa. Thư giãn được ngồi ăn cơm với anh nhỉ. Ăn cơm đang bịt rồi. Chúng em thì cũng rất muốn ở. Nhưng mà hôm nào mà giao giao gì ở ngoài đây ta giới thiệu cho mày một vài đám rồi về ăn cơm nha. Vâng. Thật nha. Dạ. Ta giới thiệu mày một vài đám rồi giao về về. Bạn cho anh giới thiệu cho bọn em về đây ngày là bọn em vào anh xin ngay. Ok luôn. Rồi.